Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này, giá gạo xuất khẩu từ Việt Nam, Thái Lan, Pakistan bất ngờ đồng loạt giảm từ 2 đến 20 đô la Mỹ/tấn. Cụ thể, phân khúc gạo tiêu chuẩn 5% tấm khi nhận giảm từ 2 đến 7 đô la Mỹ/tấn, trong đó gạo Việt Nam giảm 5 đô la Mỹ xuống còn 637 đô la Mỹ/tấn, gạo Thái Lan giảm 7 đô la Mỹ xuống mức 642 đô la Mỹ/tấn, gạo Pakistan giảm nhẹ 2 đô la Mỹ xuống còn 630 đô la Mỹ/tấn. Với mức giá hiện tại, Gạo của Thái Lan vẫn giữ vững ngôi đầu thế giới, gạo Việt Nam duy trì vị trí thứ hai. Việc giá gạo thế giới bất ngờ giảm mạnh trong thời điểm này được các doanh nghiệp lý giải do cả người mua lẫn người bán đều đang chờ đến vụ thu hoạch mới diễn ra vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 năm 2024. Đặc biệt các nhà nhập khẩu gạo châu Phi hiện đang ngưng mua khi giá gạo Thái Lan tăng cao mỗi ngày. Bên cạnh đó thị trường cũng đang chờ xem các động thái từ Ấn Độ và Trung Quốc, nhất là Ấn Độ riêng với việt nam các hợp đồng ký mới không nhiều doanh nghiệp chủ yếu bán cầm chừng hoặc ký theo tuần